Tôi cảm thấy
giờ con đi cho cái nước cái gì mà hung dữ vậy?
được rồi, nghe qua hoàn cảnh thật là đau thương. Lão Quang ơi, ta muốn nói lão Quang một điều rằng thấy hoàn cảnh bất kỳ mãi như vậy, tí của ta muốn, ta muốn kết tình cùng với Kiều Mai để ta đưa Kiều Mai thử về tới đâu nếu lại mất sao. Ừ, Hoàng nói rằng là Ưng Hoàng muốn Kiều Mai là vợ. Lão mừng, lão vui, lão xuống chết ngay là bao. Đúng rồi, để cho lão hỏi lại con cháu hoài của lão. Kiều Mai, xưa chưa biết xem nhau là xoài.
mặt mới hồi phục rất dài như cái đòn thẳng luôn trong cái đá để ta được trước cái đôi lần cùng với tất cả bà con đi chân không phải lên xin mời chúng ta được biết không phải tiêm đâu. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.